Xin chào thầy và tất cả các bạn. Em tên là Trần Thị Tuyết Ngân và em sau đây em xin đại diện nhóm A8 trình bày về bài thuyết trình phương pháp nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn giảng dạy của giảng viên Lê Mạnh Hà. Đề tài mà chúng em chọn là thực trạng và giải pháp rèn kỹ năng viết chữ cho học sinh lớp 1 trường tiểu học Ngọc Chiến, huyện Mường Lá, tỉnh Sơn La của tác giả Trần Thị Thanh Hồng và Đào Thị Tú Huyền. Trước khi đi sâu vào đề tài thì em xin giới thiệu thành viên của nhóm. Nhóm em được sự tham gia và góp mặt của 6 thành viên, trong đó nhóm trưởng là Trần Khánh Linh và cả bạn thành viên khác tham gia đóng góp nội dung ý kiến xây dựng đề tài. Để đi sâu phân tích vào đề tài thì chúng em đã nêu ra 6 vấn đề để nghiên cứu. Một là ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, 2 mục đích của đề tài, 3 đối tượng và phạm vi nghiên cứu, 4 nội dung nghiên cứu, 5 kết quả của bài báo và cuối cùng là hướng phát triển tiếp theo. Và vấn đề thứ nhất, ý kiến khoa học và thực tiễn của đề tài, được dạy học cho học sinh viết đúng viết đẹp là góp phần bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất tốt đẹp của con người như tính cẩn thận, kiên trì, kỷ luật, thẩm mỹ, ý thức tự trọng và tôn trọng người khác. Chương trình sách giáo khoa tiếng Việt 1 chú trọng đến nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng viết chữ cho học sinh, kết hợp dạy kỹ thuật viết chữ với dạy học văn và rèn luyện chính tả, mở rộng vốn tư rèn luyện tư duy cho học sinh. Do vậy, việc rèn kỹ thuật viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 1 có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các em làm chủ tiếng nói về mặt văn từ và ghi chép lại văn từ đó một cách rõ ràng và đầy đủ. Tiếp theo là mục đích của đề tài. Mục đích của nghiên cứu đề tài này là đưa ra các giải pháp biện pháp cụ thể thiết thực giúp giáo viên nâng cao chất lượng dạy học tập viết lớp 1, cụ thể là giúp học sinh có kỹ năng viết chữ đúng và đẹp. Về đối tượng và phạm vi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu là một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1. Phạm vi nghiên cứu là phần tập viết trong môn tiếng Việt lớp 1. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nội dung nghiên cứu. Về thực trạng, thứ nhất đối với giáo viên, kết quả khảo sát nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của dạy học tập viết cho thấy đa số giáo viên được hỏi đều nhận thức đúng về vị trí quan trọng của môn học này. Kết quả khảo sát chữ viết trên bảng của giáo viên cho thấy nhiều giáo viên có kỹ năng viết tốt, có 62,5% số giáo viên đạt tiêu chí theo khảo sát về mức độ viết đúng, viết đẹp và viết nhanh. Tuy nhiên, vẫn còn 35,5% giáo viên viết chữ chưa đẹp. Các phương pháp giáo viên thường sử dụng là phương pháp trực quan, đàm thoại và luyện tập theo mẫu. Phương pháp bị được vận dụng là phương pháp sử dụng trò chơi, học tập. Thứ hai là đối với học sinh, thì sau đây chúng ta sẽ quan sát bằng tổng hợp kết quả, khảo sát kỹ năng viết chữ của học sinh. Tiếp theo là nội dung nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp như sau. Một là hướng dẫn học sinh tư thế ngồi viết và cách cầm bút đúng. Hai, nắm vững quy trình và phương pháp dạy học văn, tập viết và chính tả ở lớp 1. Ba, giáo viên phải là người có chữ viết mẫu mực, viết đúng và viết đẹp. Bốn, phối hợp với các môn học khác trong chương trình để rèn kỹ năng về chữ viết cho học sinh. Năm, phát động phong trào đôi bàn cùng tiến để luyện chữ viết cho học sinh. 6. Phối hợp cùng với phụ huynh để nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với kết quả của bài báo. Để thực hiện thành công về đề tài, thực trạng và giải pháp rèn kỹ năng viết chữ cho học sinh lớp 1 trường tiểu học Ngọc Chiến, huyện Mường Lá, tỉnh Sơn La, trước hết người giáo viên phải thật sự nhiệt huyết với nghề, quan tâm chia sẻ những khó khăn của học sinh trong học tập cũng như trong cuộc sống, nhẹ nhàng nhắc nhở khi học sinh của mình chưa viết đúng, viết chưa đẹp, đồng thời không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm dạy học, soạn sẵn chú đáo trước khi lên lớp. Phần cuối cùng của đề tài là hướng phát triển tiếp theo và nhóm chúng em đã nêu ra một số hướng phát triển tiếp theo như sau. Một là nhà trường nên tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên cũng như học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập, như bàn ghế đúng chuẩn, lớp học đầy đủ ánh sáng. Hai là tổ chức các
buổi sinh hoạt chuyên môn để trau dồi kinh nghiệm cho các đồng nghiệp. 3 là khuyến khích học sinh trong trường thống nhất một loại vở viết bút viết. 4 hàng năm nên tổ chức thi vở sách chữ đẹp các cấp để ghi nhận sự cố gắng của nhà trường, giáo viên trong lĩnh vực xây dựng phong trào giữ vở sách viết chữ đẹp. Bài thuyết trình của nhóm 8 của chúng em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của nhóm mình.